các bạn, tôi đang có mặt tại một showroom của Hyundai trên địa bàn Hà Nội. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn chiếc Hyundai Kona. Đây là phiên bản đặc biệt có giá bán là 675 triệu. Những cái mẫu xe cỡ nhỏ, gầm cao như thế này thì càng ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam vì cái tính thể thao đa dụng và đặc biệt là phù hợp với những khách hàng trẻ tuổi. Các bạn có thể quan sát thấy Kona được mệnh danh là tiểu Santa Fe cũng vì cái lý do thiết kế. Các bạn thấy không ạ, nó rất giống Santa Fe luôn. Và thậm chí là ở Việt Nam ấy, thì cái phiên bản Kona này còn ra mắt trước cả Santa Fe 2019 luôn. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong này, đèn LED thì được đẩy lên cao, trong khi đó thì đèn pha và đèn cốt được đẩy lên phía dưới, xi nhan làm lệch hẳn lên sang bên ngoài. Chiếc xe bản đặc biệt này thì sử dụng la răng phay cắt 18 inch, rất là đồ sộ các bạn nhé. Nhìn bên ngoài nó to thế là nhiều. Chiếc Kona này thì thực tế ra bây giờ rất nhiều khách hàng người ta ưa chuộng luôn. Giá bán rẻ 675 triệu, tức là chỉ tương đương với nó bằng cái giá của xe Vios lăn bánh thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có một chiếc xe gầm cao, lại còn được tích hợp rất nhiều các công nghệ các bạn nhé. Xe này được bao gồm đầy đủ hết này, phanh đĩa ABS 4 bánh, cân bằng điện tử này, cam lùi rồi cảm biến lùi đầy đủ hết. Thậm chí là với cái phiên bản này chúng ta còn được trang bị những tính năng an toàn có thể nói là tiên tiến nhất thế giới bây giờ, đó chính là hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như là cái hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Cảnh báo điểm mù thì sẽ càng ngày tất cả các hãng xe sẽ trang bị cho tất cả những mẫu xe của mình thôi, và Hyundai cùng với Kona là đang đi trước thời đại, có thể nói là như vậy. Chúng ta ngó qua một chút về cái không gian nội thất thì xe sử dụng hoàn toàn bằng ghế da các bạn nhé. Hàng ghế sau này theo cảm quan cá nhân của tôi thì nó sẽ không được rộng lắm đâu, ghế sau nó hơi cứng một chút. Tuy nhiên thì chắc là các bạn nên cảm nhận thực tế bằng cách là gọi điện cho chúng tôi theo số hotline bên dưới. Các bạn cứ lái thử trải nghiệm, các bạn nhận thấy rồi, điểm tôi không thích đó chính là cái cửa gió điều hòa ghế thứ hai kìa, xe vẫn chưa được trang bị. Tuy nhiên thì một đại diện bán hàng, chính là các bạn bán hàng có hứa với tôi là phiên bản mới chắc chắn sẽ có nâng cấp. Đây là cái khoang cabin này, ghế điều chỉnh điện 10 hướng luôn các bạn nhé. Ghế phụ bên kia thì chỉ điều chỉnh cơ thôi. Và các bạn lưu ý là cái phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ không có cửa sổ trời đâu, chỉ có phiên bản cao cấp nhất thôi, phiên bản turbo mới có cửa sổ trời. Đó, ký hiệu cảnh báo điện mù các bạn thấy nhé, cùng hai ô tô vượt nhau này. Các bạn thấy rõ chưa? Cân bằng điện tử đều đầy đủ hết, xe được trang bị 6 túi khí các bạn nhé. Chiếc xe này thì đang được bán tại hai đại lý có thể nói là giá tốt nhất Hà Nội luôn, đó là Lê Văn Lương với lại Phạm Văn Đồng. Các bạn có thể liên hệ với số hotline bên dưới trong trường hợp cần tư vấn về xe cũng như là các thủ tục trả góp. Xin cảm ơn quý vị các bạn, và nếu có thể thì các bạn vui lòng subscribe ủng hộ kênh. Nếu có mua xe thì ủng hộ cho chúng tôi để chúng tôi có thêm kinh phí phục vụ quý vị các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.